ông lụm từ hồi nào với ông? Rồi đó giờ. Đó giờ. Người ta cho mà tao muốn rớt nước mắt nè. Dạ. Nè. Mày thấy không? Dạ dạ. Hai chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình đang trên đường đi công chuyện á, thì mình có gặp một cái ông cụ nè, ông đang vẫy cái bao á mọi người, để đi lụm ve chai á. Mà chú này lụm ve chai ở trước cửa nhà người ta nè, có để mấy cái bọc rác á. Rồi mình thấy chú đi lại đây rồi chú bư ra chú lụm, kiếm đồ mũ chú lụm á. Mà cụ này mình thấy cũng già đó mọi người. Thì hôm nay mình lại mình hỏi thăm ông cụ, với mình chia sẻ cho ông cụ vài đồng để ông cụ xài nha mọi người. Ông ơi, ông ơi, lại đây ngồi con cho tiền ông nè. Thì mình ông ơi, ông nhiêu tuổi rồi ông? Ông nhiêu tuổi rồi ông? Ông nhiêu tuổi rồi? 87. 87 hả ông? À, ông cũng già đó mọi người. Đó, mà không biết nhà ông ở đâu để mình hỏi. Ông ơi, nhà ông ở đâu vậy ông? Trước nè. Dạ. Rồi ông ở nhà ông sống với ai mà ông đi lụm ve chai vậy ông? Dạ. Ông ngồi xuống đi ông, ngồi xuống nghỉ mệt chút xíu đi ông. Ngồi xuống chỗ mát nghỉ mệt chút xíu đi. Ông 87 tuổi rồi đó mọi người. Rồi ngày nào ông cũng đi lụm ve chai vậy hả ông? Đó, mọi người thấy là ông già, ông cũng già dữ lắm rồi. Đó, mà ngày nào ông cũng đi lụm ve chai như thế này nè. Thì mỗi ngày ông lụm ve chai được nhiều không ông? Được nhiều tiền không? Không có. Dạ? Không có. Không có tiền hả ông? Ừ. Dạ. Rồi ông lụm từ đâu tới đâu vậy ông? Trời, đi giáp giờ mỗi lần. Đứng thẳng đi, cháu cứ quay phim. Quay phim nặng cái đưa ra mấy giúp đỡ. Đúng không? Dạ, ông cụ nhà gần ở đây không chú? Dạ. Không có nhà. Ở đâu chú? Ở trọ. Ở trọ hả? Là ở trên này á hả? Dạ. Bên nè, cái nhà không có tô á. Dạ dạ dạ, vậy là cái đó là nhà trọ. Dạ. Người ta cho ở nhờ. Dạ. Rồi thấy ông quê ở đâu vậy chú? Ở đây luôn. Quê ở đây luôn mà ông không có nhà. Dạ. Thấy ông cũng già đó, ông cũng tám mấy tuổi rồi. Ừ. Dạ, rồi có vợ con gì không chú? Có ông... vợ 83 rồi. 83 hả? Ông mới nói 87. Rồi ông có vợ hả chú? Có con gì không chú? Gà không gì chiên á, dịch cho ông già xíu. Ông giữa trưa. Gắn tiếp cho ông già đi. Dạ. Nha. Dạ dạ. Giữa trưa nắng gì nè mọi người, thì ông đi lụm mà. Tiếp cho ông. Ông lụm từ hồi nào với ông? Rồi đó giờ. Đó giờ không, mà ý bữa nay nè, bữa nay là ông lụm từ sáng tới chiều hay là sao ông? Từ sáng tới giờ mới về nhà. Thấy không? Vậy là lụm. Không ăn uống gì hết á. Dạ. Hồi nãy con cũng cho chú vài đồng để chú có tiền để xài á. Rồi bắn mạng qua bên bển đi cho anh bển giúp đỡ cho ông. Dạ dạ. Thôi tội nghiệp ông quá. Rồi giờ này mình đi về nhà ha ông? Ờ. Ở đậu nhà người ta đó con. Ở đậu. Ừ, cái tu hồ là ở đậu. Ở nhà của ông. Dạ. Kìa. Thì theo theo như mọi người ở xóm á, mọi người ở xóm gần nhà ông á thì nói ông là không có nhà cửa. Ông chỉ ở, người ta cho ở nhờ vậy đó mọi người. Đó, vậy đó. Cái bẩn bị. Dạ dạ. Thì ông cụ vẫy cái bị cái bọc cái bao gì nè. Thấy tội nghiệp ông ha chú. Vậy là ông sống ở đây cũng lâu rồi hả chú ha? Người ta cho mà tao muốn rớt nước mắt nè. Dạ. Nè. Mày thấy không? Dạ dạ. Cũng thương ông. Đó, ông đi rồi đó mọi người, ông đi lụm rồi đó. Vậy là giờ này ông về hả chú? Giờ này ông về nhà hay là sao chú? Về nhà. Nhắn thì nhắn giúp đỡ ông thời gian coi. Dạ dạ.
Dạ dạ rồi vậy thôi con cũng cảm ơn chú nha. Dạ. Chú ở gần nhà của ông cụ mọi người ơi. Thấy bên nhà không có đường nào mà nó rễ mà đâu giúp.